10, 15, 20, 25, 30, 35, 100. Đi tìm bố mẹ thôi. Đâu rồi nhỉ? Úi dồi, lên từ 30. Nhanh lên, nhanh lên. Đây rồi. Có tiếng động bên trên. Đi thôi. Rõ là nghe thấy tiếng mà nhỉ? Đến đây rồi. Ôi trời, bạn sẽ sao mà không làm được. Tìm mãi không thấy nhỉ? Yeah, từ gió mình nắm. Bố mẹ ơi, không có. À, tìm thấy rồi nhé. Bị gai rồi. Thôi, có chịu thua. Thì gọi bố mẹ ra thôi. Không thể nghe máy luôn. Bật định vị xem nào. Hả? Bố mẹ trốn ra khỏi đi bộ từ bao giờ rồi? Bố mẹ xem con đây. Alo, alo. Bố rồi, chết rồi. Bây giờ lo và ly chứ không phải lâu linh nhá. Trốn thôi. Định trốn à? Xem chiều cuối của con đây. Thông báo, tìm gấp hai đối tượng trốn con đi chơi. Ai bắt gặp thưởng to. Trời ơi, xấu hổ quá. Chơi trốn tìm đi. Hả? Bố mẹ toàn trốn đi chơi thôi. Lần này con trốn, bố mẹ đi tìm. Ok. Khóa cửa này vào thì bố không trốn đi được. 5, 10, 15, 20. Bố mẹ không đi hí nha. Đi đi. 50, 55. Chót lọt rồi. Cửa này con biết mở mà. Con đi chơi đây à. 95, 100. Bóng đâu rồi nhở? Wow, trời đậu quá. Tham dự mới được. Không biết có phải bóng trong này không nhở? Ố, bóng đâu rồi? Hả? Đại tiệc sinh nhật 2024. Nhiều hoạt động ghê. Wow. Cho con này, cho con kẹo nữa. Yeah. Bóng ơi, con đâu rồi? Không có. Con muốn tô con này. Của con đây. Con xin ạ. Ui, em bóng kìa. Bóng ơi. Bóng anh bóng nào không anh? Tô thật đẹp nào. Tìm mãi không thấy mà. Bóng ơi, con ở đâu? Ố. Bóng ở Yêu Mô Hà Đông á. Lại trốn đi chơi rồi. Chờ em với. Thế này thì hai đứa chăm kiểu gì? Không, quá đẹp. Giờ chơi cách tranh nào. Trời đi rồi. Sao không thấy bóng nhỏ? Bóng ơi, con ở đâu? Con nhớ con nha. Bố mẹ đi đâu mất rồi? Thế xử lý.